Vận động nhiều quá mà em thấy vui và cũng khá là căng thẳng, bởi vì là bạn đậu nhà em hôm nay bất hợp tác và hơi bướng một chút, và hiện tại như bạn thấy em đã ngủ rồi, bạn ý là chắc như là vậy mệt quá, thử thách mệt quá. Vâng, moments later. Đâu đâu? Hay nữa nè. Bạn đậu đâu? Bạn đậu đi đi ngủ rồi. Bạn đậu đâu? Ngủ rồi. Đi. Đây đi tìm đậu rồi. À, đi với bố nào. Bố Duy và bố Sơn. Trong ba đứa đậu vô tư nhất. Nó yên tâm khi có thằng phải người đấy, nó yên tâm. Đúng rồi, nó có một mình. Ừ, nó yên tâm. Nó có một mình, kiểu có bạn. Về đậu vô tư là bạn đậu là bạn vô tư nhất rồi. Còn một em nào nữa không à? Còn em nào chưa quyết định đâu mà. Đậu ơi. Đậu lên đi đậu. Đậu đâu ấy nhở, mẹ mắm nhở. Đâu rồi? Mình thua rồi anh ạ. Thua rồi. Bây giờ con chạy theo mẹ nào. Mẹ con một mình chạy. Con ơi. Đậu ơi đi nào.
con. Đậu ơi, đi cùng mẹ nào. Thấy không? Đậu. Yeah. Nãy giờ có ai thắc mắc Đậu với Xoài đang ở đâu không? À, đây rồi. Cả hai đang bàn tính kế hoạch đi đâu đó. Đậu, kia lần đi cố dụng đá bóng. Rồi hai cậu kia đang chạy đâu đây? Hai bạn kia chạy xa quá rồi. Anh bị bật luôn. Quá. Ra dự. Quá. Cho ôm cổ. Ôm cổ. Đó. Đậu à, đậu à. Đậu đây, đậu đây. Đậu đâu biết được vậy? Hai học viên nhà mình hơi cá biệt nhỉ. Ôi, Đậu đâu rồi ta? Trong khi Đậu đang lạc ở thế giới riêng. Ok, ăn phở. Phở, ok. Tao nấu phở nào. Đậu hẳn là vẫn còn đang buồn ngủ lắm. Trong lúc đó, Đậu rất ngoan ngoãn xem hoạt hình, đợi bát phở của mẹ mắm đấy. Trông thật đáng yêu làm sao. Đậu cũng phải ra ăn để rồi đi chơi nữa chứ. Đậu của Đậu ngon kìa. Mẹ ra đón con đây nha. Chưa. Nhưng không đói à? Hay là phải đợi đói lả ra rồi mẹ. Mẹ đi thôi. Kìa. Lầy. Quả là cậu bé khó đoán thật. Đi bố ăn đi bố. Đậu sẽ tự ra. Không biết Đậu đang nghĩ gì vậy ta.